Khi đi chợ Long Xuyên vào buổi chiều, ngay cổng ra vào thì các bạn dễ dàng bắt gặp một người phụ nữ bán bánh mì xíu mại. Chị Tám đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Mỗi ổ bánh mì có giá từ 10 đến 12 ngàn đồng, ăn rất là ngon. Xe bánh mì nhỏ này đã nuôi sống gia đình chị Tám suốt 30 năm qua và lo cho con của chị ăn học thành tài và trở thành một bác sĩ đông y như ngày nay. Chị Tám bán bao lâu rồi chị Tám? Cái 29 năm ra như gần 30 năm rồi. 30 năm luôn. Là bán có một loại gì luôn? Nghe chỗ này. Cái tên hồi đắng á. Là hồi trước trước hồi đằng kia, sau này về tới đây. Dạ. Bánh mì xíu mại với bánh mì này là mì chay, chả chay, chả chay. Mấy giờ chị bán vậy? Nãy lên 2 giờ 15 20 giờ. Là mỗi ngày là khoảng giờ đó mới bán. Bán tới chừng nào hết chị? 6 giờ mấy tối. Bán được cả nhiêu ổ? Mấy chục ổ. Dạ. Yeah. Lên kể đâu có nhiều được. Lên tới 2-3 triệu đô đâu có bình nhiều bánh đâu. Dạ. Một ổ dạy nhiêu chị? Hả? Một ổ dạy nhiêu? 10 ngàn. Mới lao động ăn có 10 ngàn. 10 ngàn ổ. Còn bánh chay? Cũng 10 ngàn luôn. 10 ngàn luôn. Trung bình là 10.000 ổ. Chị làm một ổ đó chị. Làm em một ổ. Con chị học bên nghề gì chị? Bên bác sĩ đông y và nó làm bên bác sĩ đông y bên châm cứu á nghe, chứ không phải bên thuốc tây. Bên bác sĩ đông y. Làm đông y. Làm ở đâu chị? Châu Phú. Châu Phú. Vậy là cái xề bánh mì này là bán từ lúc trước khi có con luôn. Chưa có nó mới. Dạ phải vậy. Rồi nuôi cho ăn học cho tới thành tài luôn. 30 năm. Ừ. Qua cái năm cuối là đuối chết luôn. Dạ. Năm cuối là 22 triệu năm. Là đuối đó nè. Cuối cùng đuối. Trời ơi. Quá trời. Ra đường mừng chết.